Chào chú bác anh em. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người mua hàng điện thoại và nhắn tin nha. Từ 300 ngàn chuyển khoản em bao ship nha. Thì từ ngày hôm nay cái phí ship ở huyện đảo nó cũng đồng giá đất liền nha mọi người. Đó là do chính sách của Viettel Post á, em gửi bên Viettel. Thì anh em ở huyện đảo, chú bác anh em ở huyện đảo thì mua hàng thì 300 ngàn em vẫn bao ship bình thường á. Em có cái kèm của ông Fuya ha. Fuya cộng lực mọi người, thiết kế cộng lực ha. Cái này nó giống như chưa xài mà, hoặc xài lướt ha. Lưỡi nữa nè. Không có giống nha mọi người. Lưỡi rất là dày ha. Fuya vỏ cao su rồi còn liền lạc hết nha mọi người. Kèm này còn mịn màng ha. Cái này cắt 5 ly 6 ly cắt tốt mọi người. Nó dài gần 21 ha. Rồi cái này giá 300 á, mã số 0501. Cái kèm cắt của Fuya nữa mọi người. Cái này cũng còn đẹp ha. Vỏ cao su cũng còn liền lạc hết, còn mới tinh. Lưỡi cắt nè. Không nhâm không mẻ luôn nha. Cái này cũng xây trung nha. Nó dài 18,5 cm ha. Rồi cái này 150 ha. Mã số 0502. Cái kèm cộng lực của cộng lực mini á, cái này của cây 3 ha. Cây 3 nè. Cây này nó cắt được piano nè mọi người. Dao bèn nè. Còn hình còn đẹp. Nó có dây có móc rồi mọi người. Em chắc nó làm việc ở trên cao hay gì á. Khóa đây ha. Thép đen nha. Lưỡi nè. Lưỡi không nhâm không mẻ nha. Mài 73 ha. 73. Kèm còn mịn màng mọi người. Có mã số gì đây nữa. Ở ngoài hình còn khá đẹp ha. Cây chiều dài 21,5 ha. Nó cắt được thép lò xo ha mọi người. Rồi cái này 240 ha. Cái kìm bấm chết mũi nhọn mọi người. Cái này của G&G nè, 225 á. Cái mẫu Ego mọi người. 9 inch nha. 9 inch thép molybdenum á. Ngoại hình còn khá đẹp. Japan nha. Dập Japan ở trong cái dập Japan ở trong đây ha. Cái này răng nó còn nguyên rồi mọi người. Răng to, răng nhuyễn rồi, răng xéo nữa nè. Còn nguyên nha. Hàm trên, hàm dưới còn nguyên hết á. Xài lướt á. Còn nguyên rồi mọi người. Ngoại hình còn nguyên nước si á. Chuẩn á mọi người. Hoạt động chân chuông nhẹ nhàng ha. Còn nguyên nước si à. Mọi chi tiết còn sáng đẹp á. Cái này dài 22 á mọi người. 22,5 á. Thông số nó là 225 nè. 22,5. Rồi cái này giá 340 á. Mã số 0504 á. Có một cây
cây cạo ron hay gì đó mọi người, cây của bà cô nè, của Thụy Điển á, Made in Sweden. Cái lưỡi nó dạng hình tam giác á mọi người, tam giác đều á, ba mặt lưỡi nha, ba mặt lưỡi ha, ba mặt lưỡi thì còn đẹp nha mọi người. Cái này nó còn mới tinh, cái này nó bằng hợp kim nhôm ha. Rồi phần màu cam á là nhựa cứng, còn phần màu đen là cao su ha, còn liền lạc hết mọi người. Hàng sợi lướt á, cái này chiều dài nó là 19 phân ha. Rồi cái lưỡi của nó là được 25 ly ha, 2,5 á, 2,5 ha, ba mặt lưỡi ha. Lưỡi nó dạng như là hợp kim á mọi người, để nó cạo ron rồi ha. Rồi cái này 108. Mã số 0505 ha, 108. Bán bài kéo này ha. Ba kéo này 300 ngàn á. Này sale giúp anh em chơi bonsai nha. Đầu tiên có một cây kéo các cành của Chikamasa ha. Chikamasa TS-77 ha. Kiểu dáng vậy nè. Made in Japan đây ha. Lưỡi á. Lưỡi carbon đó mọi người, lò xo ha, lưỡi còn đẹp, tay cầm nhựa ha, phần màu đỏ này là cao su á, hình con bồ nông đó mọi người. Cây này dài 19 xăng ha, 19 cm. Rồi một cây kéo mini ha, kéo cành mini ha, cái này cũng made in Japan nè, nó có hiệu đây nè. Cán nhựa ha, mini thôi. Lưỡi không mẻ nha, lưỡi cũng còn sáng ha. Khóa đây, cái này mini nha mọi người, cái này dài tầm 16,5 ha. Một cây kéo tỉa nè, kéo tỉa chi mọi người, kéo tỉa chi ha. Cái này thì không có hiệu á, mà lưỡi là lưỡi thép ghép nha mọi người, lưỡi nó thép ghép, mọi người nhìn thấy chấn á. Cái này lưỡi còn mới tinh nè, lưỡi thép ghép nha, lưỡi ngắn nè, để cắt mấy chi á. Lưỡi nó dĩnh dĩnh nha mọi người, lưỡi nó hơi dĩnh dĩnh ha. Cái dài 15 phân à. Ba cây nhỏ nhỏ ha. Rồi ba cây này 300 ngàn á. Mã số 0506. Rẻ hơn hàng bãi luôn á. Cây cắt cành của ARS á. ARS. Cây này lưỡi carbon ha. Bên trong mọi người còn sáng ha. Lưỡi full carbon nha. Lưỡi còn mịn màng nha mọi người. Lò xo rồi ha. Khóa lò đầy đủ nha. Cán thì nhựa ha. Nhựa còn đẹp, còn liên lạc hết á. Made in Japan ha. Lưỡi không mẻ ha. Lưỡi còn nước xi luôn. Thép carbon nha mọi người. Thép đen. Cái này thì size 20 nha. 20 cm ha. Rồi cái này 300. Mã số 0507 ha. Giá 300. Cái kéo bướm mọi người. Kéo bướm
cán cái bằng nhôm nha. Bằng nhôm ha. Nó của thương hiệu này nè mọi người. Chuyên ạc nè ha. Lưỡi là lưỡi lưỡi này thép kép á mọi người. Thép kép nha. Nó con tán rời nha mọi người. Nó cái này cái chụp của nó. Ha, tán rời ha. Này cái chụp nhựa nó chụp con tán rồi ha. Mới tin thôi. Lưỡi nè mọi người. Lưỡi còn sáng đẹp ha. Thép đen nha. Ngoại hình cũng còn nước xi luôn nè. Cán nó nước sơn nó vậy là mọi người biết rồi ha. Cái cây kéo cá này là cũng một hãng với nó nè. Một hãng với nó nào, nhưng mà cái cây kéo cá này nó có đóng made in Japan ha. Nó một kiểu thiết kế mọi người. Kiểu thiết kế ha. Này mắc hình cái tem à. Mà cái này thì nó chỉ dán cái thương hiệu vậy thôi. Nó dán hai bên vậy ha. Chứ nó không có đóng made in Japan trên đây. Lưỡi đẹp mọi người. Full carbon đó, giống như mấy cây ARS vậy. Cái này phần lưỡi cắt của nó được gần 6 phân rưỡi ha, như 6 phân rưỡi. Nó dài 20.5 ha. Cán bằng hộp kim nhôm nha. Rồi cây này 250 ha. Mã số 0508 giá 250. Này, cây kéo cá này một mẫu nó luôn rồi. Một hãng ha, nó đóng made in Japan đây. Cũng cán nhôm mọi người. Cán nhôm ha. Cũng có cái chụp đây nè. Đó. Lưỡi nè. Cây này là lưỡi thép ghép nha mọi người. Thép ghép hay gì á, hay carbon gì đó. À, thép ghép nè. Rồi nhìn cái chớn này ha. Có chớn nè. Thép ghép nha, lưỡi còn đẹp nè. Thép ghép mọi người. Cán cũng bằng nhôm luôn ha. Ngoại hình bên đây hơi lấm tấm nè. Còn bên đây còn nước xi luôn nè. Mới lắm. Lưỡi siêu quán nha mọi người. Cái này tổng chiều dài nó được 18 phân rưỡi ha. Rồi cái này 170.000 á. Mã số 0508 170 á. Các anh em lấy hai cái nệm tính 350. Có cây cắt cành mọi người. Cây này này mọc đó. Cây này nó còn mới tinh nha mọi người. Mới tinh luôn á. Tán đồng ha. Khóa thép. Khóa dày ha. Cái cây này đợt trước em có một cây á, mà cái trong cái cán nó cũng có chữ chữ này nè mọi người. Cái này giống như chữ S đúp hay gì á. S đúp hay là MS gì đó. Nói chung là nó đổ á mọi người, đổ luôn ha. Cây này nó còn mới tinh nha. Lưỡi nữa nè. Lưỡi còn nguyên zin hết nha mọi người. Nó còn nước xi nè ha. Bên trong nè. Đường mài còn nguyên nữa ha. Còn nước xi ha. Lò xo rồi còn đen mung luôn ha. Khóa thép ha. Khóa dày ha. Cây này nó còn mới tinh rồi mọi người. Mới tinh. Da dẻ nó nè. Tay cầm rồi còn rất là đẹp luôn. Cái này dài 20 nha. Dài 20 nha. 20 phân. Rồi cái này giá 600. Mã số 0509 đó. Giá 600. Cái cưa mọi người. Cưa xếp á.
cưa lưỡi 2 tấc 4 nha. Ê, nó cái này nó chưa có xài nha mọi người. Lưỡi nè, lưỡi 2 tấc 4 nè ha. Planet gì Punze ha, made in Japan. Cái lưỡi nó bóng gương luôn ha. Lưỡi nó còn chưa có dấu xài luôn mọi người. Răng nó là còn cái màu tôi nè. Ha, lưỡi. Lưỡi này ba nấc nha mọi người. Lưỡi ba nấc ha, lưỡi giống như lưỡi Suki á. Cả hai bên nha mọi người. Cây này nó còn mới lắm. Ha. Cán cao su á. Thép cao su á. Cán cao su còn đẹp nè. Nó có ba nấc mọi người. Đó, ví dụ như vậy là một thế nè ha. Nó cắm ha. Là nấc thứ nhất á. Nấc thứ hai thì nó thẳng ha. Còn nấc thứ ba thì nó ngóc lên ha. Nó ngóc lên xíu nè. Lưỡi đẹp nhé. Lưỡi nó chưa xài nha mọi người. Cái này nói chung là cái này nó chưa xài. Rồi cái này 250 nha. Mã số 0510 á, giá 250. Có cây Livo của Tajima mọi người. Livo này nó có đèn laser nha, nó một ống thủy á. Một ống thủy. Ống thủy nó ba gạch nè, thủy còn trong rõ đẹp á. Nó có dạ quang mọi người. Có dạ quang ha. Nó có đèn laser trong đây nha mọi người. Đây là cái công tắc nó, mọi người dặn vô á. Mọi người dặn vô nè, có đèn laser nè. Có đèn laser mọi người. Dặn vô và dặn ra thì tắt ha. Đó, nó nhảy, công tắc nó nhảy, dặn vô nè. Dặn vô, dặn cứng tay nha mọi người. Vừa cứng tay ha. Nhận ra có đèn laser trong luôn rồi. Cái này có 500 hít á, có 500 hít, có mã số gì phần này, cái này bằng cao su nha mọi người. Tajima nè, made in Japan ha. Cao su để nó rớt, nó giảm chấn nha mọi người. Ống thủy to nha, ống này rất là to nha. Nhôm laser ha. Cái tổng chiều dài nó là 2 tấc 4 ha. Bề bản này hơn 5 phân nè. Độ dày nó 19 ly ha. Nặng lắm. Nó nặng ghê. Trong đây nó có nhiều cái ly, chi tiết ở trong đó ha. Rồi cái này 207 ha, mã số 0511, giá 207. Cây rút River mọi người. Rút River ha. Rút River của Picot. Chim gõ kiến á. Made in Japan. Thì nó rút mấy cái đầu thông dụng nè mọi người. 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 ha. Là 4 cái đầu thông dụng của nó đây. Ngoại hình còn đẹp ha. Đây nó có cái cờ lê số 10 mọi người. Để tháo lắp mấy cái đầu rút này ha. Phá. Mọi chi tiết còn đẹp ha. Tay cầm cao su còn liền lạc hết nha mọi người. Cây nãy dài 25 phân á. Có con River rút thử cho mọi người coi nhé. Này nó rút 3 cái nha mọi người. Rồi chi tiết còn sáng đẹp không? Rồi cái này 350. Mà số 0512 giá 350.
cái búa búa thép trắng mọi người, búa thép trắng nha, thép không rỉ á, cán gỗ ha, nó hình dạng nó như vậy ha, đầu thì nó tròn mà nó mài ở đây nè, nó mài đây ha, một đầu thì dẹp ha, thép không rỉ nha, cán gỗ, gỗ đen ha. Cây này nặng có 180 gram nha mọi người, 180 gram. Đầu búa nó 15 phân ha, nó dài 10 phân nè, đầu búa dài 10 phân ha, dài nguyên cây là 22 phân nè, cán gỗ còn liền lạc hết nha mọi người, mọi chi tiết á còn liền lạc á. Rồi cây này 150 nha, mã số 0513 giá 150. Có búa bi á, búa bi của hãng SH mọi người, cán gỗ ha, cây định dạng chưa xài nha, hàng chưa xài nha, chút chút tròn luôn ha, đầu bi nha. Không có dấu nha mọi người, đầu đóng ha, đầu bi cũng vậy ha, còn nguyên không mọi người, cán gỗ còn liền lạc luôn á, còn tem nhãn luôn. Cây nặng khoảng 440 gram ha, 440 gram, gần nửa ký ha, đầu búa 3 phân, nó dài hơn 9 phân ha, tổng chiều dài 3 tấc, cán gỗ còn liền lạc nha, thẳng thống. Rồi cái này 150 ha, mã số 0514. Coi búa đầu thép, đầu cao su mọi người. Cây này của hãng OH á. OH nè. OH nè. Cây tình trạng còn mới. Đầu đóng nó. Chưa có dấu nha. Chưa có dấu ha. Còn mới tinh nè. Còn đầu cao su, đầu cao su này chắc có xài mọi người, nó cũng còn liền lạc, cao su nó dai mọi người, này thép á, cái phần này nó liền ha, phần này liền này, còn cao su thì nó rời ha, còn mới tinh đâu, nó chưa xài luôn mọi người, chưa có dấu nha, ta cầm họ có bọc cái phần giống như cái ống co nhiệt đó mọi người, để chống trượt ha. Nặng 320 gram nha. Mặt búa là khoảng 24 nè, khoảng 24 ly ha. Tinh cao su này cũng vậy ha, khoảng 24 ly. Đầu búa nó dài 8 phân hơn nè. Dài nguyên cây 28 cm ha. Còn mới tinh. Rồi cái này 108. Mã 0515 108. Có cây búa mọi người, búa nó tháp hợp kim nha. Cái mặt đóng nè, cái này nó vuông ha. Nó tháp hợp kim mọi người, tháp lớp hợp kim nè. Rồi cái mũi nhọn này cũng vậy nè. Cũng tháp một lớp một cái khúc hợp kim nè ha. Rồi cái đầu búa nó có hai cái bát nó móc vô luôn á, nó tán rồi luôn mọi người. Cây này của cái hãng này nè mọi người, hãng Châu Âu Châu Ý nè. Đây có mã K3684 ha. Rồi cái bát móc này cũng có logo Châu Âu Hồ Lô luôn nè. Cái bát này là bằng thép trắng nha mọi người, bát này bằng thép trắng nha, cán gỗ ha. Đây họ có gạch chia giống như in ha, mình chia in đó. Cán gỗ thì không có gãy ha, mà cái đuôi thì có bị nứt đây xíu nè, mẻ đây miếng nè, đầu búa nè. Đầu hợp kim nha, đầu kim nó chỉ mòn thôi chứ nó không có
nó hơi mòn mòn đó nha mọi người, giống như họ gõ nhiều quá, nó hơi mòn mòn nè, cứng lắm nha. Cây này thường thường là họ kêu bằng búa địa chất đó mọi người, của bên ngành địa chất đó, họ đi đập đá, họ đi kiểu như họ đi đi kia, nói chung bên ngành địa chất á. Cái này nặng 270 gram ha, 270 gram. Cái mặt hợp kim này thì nó 16 ly ha, 16 ly vuông luôn mọi người. Cái đầu búa này dài 14,5 nè, dài nguyên cây 3 tấc ha. Còn cái này 180 á, mã số 0516 á, 180. Cái này chú anh em để gõ sỉ cũng ok ha. Đây tôi giúp hồ lô của thằng Vetsel mọi người. Của Vetsel á. Vetsel nè. Vetsel Japan nè, đổ đây á, Japan nè. Cây này tình trạng còn đẹp nha mọi người, mũi còn sáng đẹp. Mũi PH2 nha. Mũi là còn nguyên à. Hàng chắc mới dặn đường cái ha. Cây tổng chiều dài 3 tấc nha. 3 tấc. Rồi cái này 100 ngàn á. Mã 0517. Một cây tôi dích cái này của KTC ha. KTC. KTC Japan nha. KTC nè. À, Japan ha. Cái này mũi cũng còn sáng đẹp nè. Đầu đầu PH2 luôn nha. Đầu cũng còn đẹp nè. Ha. Cái này cao su á, cao su. Cán này chỉ có bị cấn đây xíu thôi. Cấn đồ thôi nha. Cắn nhìn thấy xấu xấu vậy thôi chứ không có bị bể hết. Cái này dài 3 tấc 3 ha. Rồi cái này 100 ngàn, mã số 0518. Có cái cây này giống như mấy cái cây mà nại mấy cái nắp nhựa hay là nại cái gì không mọi người. Kiểu nó như vậy ha. Cây này của hãng Tôn. Tôn Tôn này ha. Japan đó. Tôn này của Japan rồi. À Japan đây nè. Japan này. Không biết để làm gì mọi người. Để nại gì không? Nại mấy cái chi tiết trong máy hay gì á. Mũi nó vuông nha. Vuông. Kiểu nó vậy. Cái rảnh này nó được khoảng tám ly nha mọi người, 8 ly nha. Cái rảnh này được 8 ly nha. Cây này nó dài 2 tấc 2 á. Rồi cái này 70 ngàn. Mã 0519 á. Cái lục giác á, lục giác đầu bi số 10 nha, 10 ly nha. 10 ly á, 10 ml á. Cái này của hãng Bonhot ha. Bonhot của Mỹ nha. Made in USA mọi người. Lục giác chữ L ha. Đầu bi nữa. Đầu bi nó thép đen nha mọi người. Đó, đầu bi còn đẹp nha. Rồi đầu bên đây nè, cạnh nó còn nguyên hết, nước xi còn nguyên. Cái này dài 23,5 ha. Rồi cái này 100 ngàn. Mã 0520 giá 100 ngàn. Cái thước chỉnh độ của Shinhwa, Shinhwa Made in Japan.
Cái này còn mới tinh nhá, chỉnh độ ha. Cái dưới đây nó, cái phần bán nguyệt này á, là nó mạ nhũ bạc mọi người, chống chói ha. Đây là chỉnh độ rồi, phần chia độ là nó chống chói ha. Còn cái phần thước đo dưới này nó không có chống chói nha, nhưng mà số còn rõ nha, số còn rõ nhưng mà nó không có chống chói nha mọi người. Nên nó dài 10 cm nè, dẫn đúng này ra để mình chỉnh độ mọi người. Ở đây nó có vạch, có vạch mình chỉnh ha, mình chỉnh bao nhiêu mình chỉnh ha. Còn mới tinh nè. Rồi cái cây thước độ này 140, mã 0521, 140. Cái thước kẹp mưa, thước kẹp cũng của Shinwa nè. Made in Japan hả? Cái này cũng của Shinwa nè. Shinwa. Số nó còn rõ nha mọi người, nhưng mà cái này nó không có mạ chống chói á, cho nên nó hơi chói chói hả, nhưng mà số nó còn rõ hết. Đó. Cái này để bỏ túi mọi người, nó ngắn à. Cái này nó không có cây đo sâu nha mọi người, cái này chỉ để kẹp chú anh em mình đi mua sắt hay mua gì đó. Bây giờ anh tất ha, ngàm nó còn đẹp nha mọi người, mũi nó còn nguyên. Thẳng hốm này. Đây là nó để là một trên 10 á, 1/10 gì nè. Mấy cái chốt này bằng thao mọi người, tán thao ha. Dài bằng tấc á, rồi cái này 130 nha. Mã 0522 á, 130. Bán hai cái món mini ha, một cây kềm kềm cắt mini nha mọi người. À, nó này nó thép không rỉ nha, cây này của cây ba nha, cây ba nè, cây ba, cây này nó cắt dạng như nó cắt mấy chân linh kiện rồi mọi người, hoặc là để mình cắt nhựa rồi ha. Đây nó có mã gì nè, KM gạch 017 gì đó, cây ba ha, cây ba mini ha, thép không rỉ nha, có lò xo mọi người, lưỡi là lưỡi này còn nguyên nha mọi người, lưỡi này chưa có xài, vỏ cao su cũng còn nguyên ha, mini thôi. Bây giờ có tấc ba hả? Rồi cây mỏ lết á, cây mỏ lết này thì tấc á. Bỏ lên tất của Japan nè, hàng cổ nha, hàng zip nè. Cái này của Super nha, Super thép alloy steel nè. Cái này cũng chưa xài nha mọi người, còn mới tinh nha, chưa có dấu nha. Tất á, ngàm nó nè, bên trong là còn nguyên nước si nha, còn nguyên nước si à. Cái này thì nó mở được 15 ly ha, 15 ly, mở được 15 ly. Rồi hai cây này ha, 230.000, mã số 0523. Cái mô lít ngắn ha, mô lít ngắn của Lotter ha, UM24. Mô lít bỏ túi mọi người, Japan ha, Lotter ha. Cái tình trạng chưa xài nhé, môi mép không tì vết chứ, ngắn thôi, bỏ túi ha. Cái này nó dài 11,5 ha, ngà bên trong còn nguyên ha. Cái này mở được 25 ly nha. Ở cái này 108, mã 0524, 108.
cái cắt ống đồng mini ha, cắt ống đồng mà cắt gốc nha mọi người. Cái này của Tây Ban Nha nha, Spain, Super Ego ha. Mini ha. Cái này còn đẹp, lưỡi không mẻ nha, lưỡi còn nguyên ha, không nhâm không mẻ nha, lưỡi còn đen thui ha. Hang lăng còn trơn tru nhẹ nhàng ha. Cái này nó để thông số đây ha, cấp từ 6 ly tới 22 ly ha, 6 ly tới 22 ly. Cái này bằng hợp kim nhôm á, mà mấy chi tiết này bằng thép, nhỏ gọn, nó dài 6 phân á, nó rộng thì 37 ly á. Rồi cái này 108, mã 0525. Có cái kèm túc dây điện á, cái này nó xe bơi á mọi người, cái này của Mỹ á, cái này của Mỹ á, nó made in USA, ở trong đây nè, nó made in USA ha, hai bên cán nó mọi người, đóng made in USA nè, của hãng Tripper Master vậy mọi người. Cái này nó để đây nè, nó tốt rồi, 1.6 ha, 2.0 rồi 2.5, 3.2 rồi còn hai cái lỗ nhỏ ở bên trong đó mọi người, ở bên trong là 1.2 với lại 0.5 đó mọi người, 1.2 với 0.5, hai lỗ nhỏ bên trong ha. Còn mấy lỗ ngoài này nó có thông số, cái này nó dập luôn nha mọi người, nó dập cho nên dễ nhìn nè, dễ nhìn ha. Đó, ngoại hình cũng còn khá đẹp á, cũng còn khá đẹp nè, mọi chi tiết cũng còn đẹp nè. Có cái cán đó thì nó bị giống như bị cháy á mọi người, cháy đây xíu á, còn lại là còn liền lạc hết á. Vỏ bên đây thì còn nguyên á, 24 gì, mọi chi tiết đều còn ok hết. Rồi cái này giá 320, mã 0526 á, giá 320. Còn có cái set mấy cái đầu tiếp để đầu lục giác của KTC mọi người. Thì ở đây nó có cái đầu ngắn nè, đầu ngắn là 8 ly nè ha, 3/8 nha mọi người, 3/8 của KTC nha, 8 ly nè, tiếp ngắn ha. Rồi cái tiếp dài 8 ly nè, của KTC nè. Rồi 10 ly nè, KTC, 12 ly KTC luôn ha. Rồi 5 cây lục giác, 4 ly nè, KTC, 4 ly, 5 ly, rồi 6 ly, 8 ly, 10 ly à, nằm trong set vậy ha. Để em lấy ra từng khẩu cho mọi người coi. Khẩu 8 ly, 8 ly ngắn này ha, KTC B20 ha, Japan ha. Đây lục giác nha, 8 ly lục giác ha. Rồi 8 ly dài này cũng lục giác luôn nè, còn sáng đẹp mọi người, 8 ly ha, KTC B25 vậy nè. Này thì không thấy cho band đâu hết. 10 ly nè, 10 ly cũng lục giác luôn này ha, trong còn sáng đẹp mọi người. 10 ly ha, KTC Kyoto Tool gì ha, cái này cũng không thấy ra band luôn. Rồi cái 12 ly nè, 12 ly cũng lục giác luôn ha, lục giác luôn nè, bên trong sáng ha. 12 ly nè, KTC ha, B25 này có ra band nè. Rồi
Rồi cây lục giác 4 ly nè, cái này mũi dài mọi người, lục giác đầu bi ha. Còn mũi còn giống như chưa xài luôn. Còn mới tinh nè. Có xài à, này ổng khứa ổng làm dấu nè. Hai mũi 4 năm này khứa đây xíu. KTC 4 ly ha. Khứa ngay cái chữ giao ban luôn mới ghê. Khứa ngay cái chữ giao ban luôn nè. Còn mới tinh nè. Này dài nha, để lấy em đo sau. Rồi cái 5 ly nè. 5 ly đầu cũng còn đẹp nè, mới tinh nè. Thân thì có hơi rỉ xíu thôi. Cái này họ lấy cái mũi của thằng A nè mọi người. A made in Japan đó. Họ lấy cái mũi của thằng A mà họ làm cho cái tiếp của thằng KTC nè. Nè 5 ly KTC ha. Kyoto nè, Tun Japan nè ha. Nhưng mà cái đầu 4 ly họ khứa ngay cái chữ Japan luôn. Cái này cũng bị khứa nè. Mày khứa, ngay chữ Kyoto nè. Mấy ông Nhật mấy ông xài mấy ông khứa mọi người. Mấy ông xài mất á. Rồi cái đầu 6 ly nè. Japan đó. 6 ly thì cái này mũi hơi ngắn hơn. Mũi thì hơi lấm tấm thân này xíu thôi. Mà cái đầu là còn nguyên nè. Cái đầu này thì không phải đầu bi nha. Có mũi 4 năm là đầu bi thôi. Rồi mũi 8 ly nè. Japan nè. 8 ly ha. Cũng thép đen ha. Lấm tấm rồi cũng lấm tấm rồi. Mà đầu rồi còn dung dứt đó. Chưa có dấu xài không rồi. Chưa có dấu xài nha. Mười ly nè. Japan nè. KDC 10 ly ha. Cũng chưa có thấy dấu xài luôn rồi. Hơi lấm tấm. Đó, nó là được trong cái set vậy ha. Rồi để em đo chi tiết từng khẩu á. Cái khẩu ngắn thì nó 2,5 ha. Khẩu 8 ly ngắn 2,5 nè. 8 ly dài thì 5,5 ha. 8, 10, 12 là bằng nhau á, 5,5 ha. Rồi cái mũi lục giác 4 nè. 12.5 cm á. Mũi lục giác 5 là 13, hơn 13 ha. Rồi mũi 6 là 85 ha. Mũi 8 cũng 85 ha. Mũi 10 hơn 85 xíu ha. Nằm trong cái dĩ như vậy ha. Dĩ này thì nó dài 25 cm ha. Rồi sách này 450 nha. Mã số 0527 450. Có hai cây lấy dấu mọi người, hai cây lấy dấu của thằng Kanjawa nè, Kanjawa ha, hai cây này một mẫu nha, cây nhỏ cây lớn ha, hai cây này tình trạng là hàng xả nước hoặc chưa xài nha mọi người, mũi nữa nè, mũi này nó hợp kim nha mọi người, mũi hợp kim nha, đó. Mọi người thấy cái đầu hợp kim không? À, còn nhọn tên nha, nhọn như mũi kim luôn á. À, hai cây đều còn đẹp như nhau hết á. Còn nguyên nước si nhá. Cây ngắn thiền tất á. Cây dài thì 16,5 ha. Rồi hai cây này 108 nha. Mã 0528 108. Đây một cây lấy dấu nữa mọi người. Cây lấy dấu cây này thì mũi hợp kim nha. Mũi hợp kim này thì mũi to luôn nè. Họ tháp hợp kim cái mũi to to lắm. Cái mũi hợp kim này nó khoảng 4-5 ly đó mọi người. Cây này thì thép đen ha. Cây này của hãng trên đây họ có để cặp bua nè. Tức là hợp kim đó mọi người. Cái này có hãng SK nha.
đường hoàng SK nè, SK nè. Cái này tình trạng cũng chưa có xài nha, hoặc xài lướt á. Cái này to. Chiều dài nó 10 phân rưỡi nha. Cái đường kính nó khoảng 17 18 ly lần nha. Thép đen thép hợp kim á. Rồi cái này 108 nha. Mã 0529 108. Cái kìm mở phe trong của top á. Top ha. Mở phe trong nha mọi người, mũi to nha, mũi 2 ly nha. Mũi còn đẹp nè. Mũi nó có răng nha mọi người. Có răng để mình gấp phe nó không có bị trượt á. Vỏ cao su rồi còn liền lạc hết á. Có lò xo ha. Mặt bên đây hơi lấm tấm á. Hôm nay đẹp nha. Cái này xây lớn nha. Bây giờ 24 phân rưỡi á. Và cái này 108, mã 0530 á, giá 108. Bán hai cây cờ lê mọi người. Một cây một dòng một miệng số 13 ha. Còn một cây một dòng một miệng nhưng mà hai số ha. Miệng là số 12. Còn dòng là số 14 nha. Còn Lois Steel á. Cái này của hãng NTK nè mọi người. Hãng này của Nhật nha. Cái miệng là miệng 12 nha. Miệng còn đẹp nè. Chưa xài luôn á. Còn nguyên nước si à. Còn dòng nè. Dòng cũng chưa có thấy dấu. Mà hơi ố ố. Dòng thì số 14 ha. Nó thiết kế cao lên vậy mọi người. Cao lên khoảng 4 phân nha. Nó cao lên khoảng 4 phân á. Để như khi mình dặn ở trong ở dưới thấp á. Tổng chiều dài là 2 tấc 2 nha. Rồi cây cờ lê số 13 ha, một dòng một miệng số 13 ha. Cây này của hãng Tết nha. Tết số 13 nè. Cái đầu miệng này là miệng dạng như là thông minh nha mọi người, ngàm bán tự động á. Mấy cái miệng thông thường như miệng này mình dặn là mình phải rút ra rồi mình đưa vô mình chặn tiếp á. Còn cái này nó thiết kế như vậy là mình trượt tới luôn rồi mình chặn tiếp. Dạng như tự động ha. Cái này dòng Mirotone á, dòng bóng gương nhá. Japan ha. Không phải Japan mà cái này là chữ Japan đó mọi người. 13 ha. Cái này tình trạng cũng chưa xài nhá. Bóng gương ha. Chưa thấy dấu xài luôn. Cái này nó dài 16 phân ha. Và hai cái này 180.000. Mã 0531, giá 180. Có hai cái điếu ba chia mọi người. Điếu ba chia ha. Hai cây, cây nhỏ, cây lớn, hai cây này còn mới tinh nè. Bóng. Cây nhỏ là số 8910 nè. Japan của hãng FPC nè, 8910 ha. Và cây lớn là 12, 14, 17 ha. Japan FPC. Ba chia mọi người. Chia lục giác nha. 8910 nè. 8 là lục giác nè, còn mới tinh nè. 9 nè. 10 á, còn mới tinh nè. Còn nguyên nước si nha. Rồi 12 nè. Lục giác. 14 nè. 17 á, còn mới tinh nè. Chiều dài nó chắc cũng tương đương nhau. Cái nhỏ thì hơi ngắn hơn xíu á. Thì coi cây nhỏ thì cái cạnh của nó là 9 phân á. Còn cây lớn thì cái cạnh của nó 9 phân rưỡi á, nó dài hơn xíu á. Cầm vậy dặn rất là lực mọi người, dặn rất là lực luôn á. Rồi hai cây này 250 nha. Mã 0532 á, 250. Có cây cắt sơn mọi người, cắt sơn các sơn xe máy hoặc là sơn xích băng tải rồi ha. Cái này 2 tầng nha. Cái này của hãng HKC nè. Cái này cũng còn mới tinh. Rock Forest.
ở bên trong này nó còn cái mũi hiện tại này là mũi 4 ly nha mọi người. Mũi hiện tại là mũi 4 ly nè. À, mũi 4 ly nha. Mũi còn đẹp á mọi người. Mũi này là mũi 4 ly nè. Mũi này mũi 4 ly. Ở trong nó còn 2 mũi 3 ly. Nó ở trong này nè mọi người. Dặn ra, dặn con ốc này ra nè. Rồi lấy cái tay quay ra. Đây là ở trong này nó còn dự phòng cho mình 2 mũi 3 ly nè. 2 mũi 3 ly nha, mũi này để cắt sơn xe máy nè. Chưa có xài nha, 2 mũi này chưa có xài nha. Còn cái này mũi 4 ly này để em đo cho nó chính xác. À mũi 3 ly rưỡi mọi người. Bên trong mỗi hai mũi dự phòng này là 3 ly rưỡi nha. Hai mũi này nó dài 4 phân. Rồi cái mũi đang xài này là 4 ly nha, mũi đang xài là 4 ly nè. Cái mũi đang xài này nó dài cũng nó lắp vô rồi mọi người, nó lắp vô rồi là nó dài 27 phân 27 ly nha. Lắp vô rồi là 27 ly nè. Là mũi rời mọi người, này mình dặn cái này ra nè. Dặn cái con này ra ha, rồi lấy mũi ra. Mình muốn thay mũi 3 ly rưỡi thì mình thay ha. Mình cạo sơn xe máy thì mình xài 3 ly rưỡi, xe máy thông dụng thì mình xài 3 ly rưỡi, còn ví dụ mấy chiếc phân khối lớn thì chắc là cái sơn nó to hơn á, chắc là 4 ly á. Mình cũng chưa có đo nên cũng không biết, nhưng mà xe máy của mình chắc là 3 ly rưỡi. À, 2 tầng nha mọi người. Đó, ví dụ như mọi người đúc cái mắt sơn vô đây nè, mình điều chỉnh cái con ống dưới này ha. Điều chỉnh cho nó mình đúc cái mắt sơn vô đây ha, rồi mình dặn con ốc này cho nó ôm cái mắt sơn lại ha. Rồi dặn ở trên này nó lối xuống nè. Nó lối xuống ha. Lối xuống. Mũi rồi còn ngon lành nha mọi người. Lối xuống ha. Còn cái ngóc này nó có cái lỗ ha. Lối xuống, lối lút xuống luôn. Đó. Thì cái khoảng này là khoảng này tới 23 ly. Khoảng trên này thì không có xài rồi, khoảng trên này chắc không có xài đâu. 32 ly ha. Cái này còn mới tinh nè. Cũng xài rồi nhưng mà còn mới tinh nữa. Ốc tiết nó còn rất là đẹp luôn. Cái này cái tay cầm nó là nó dài 15 phân rưỡi ha. Mình chặn vô vậy nó cũng 14 phân á. Rồi cái này 450 á. Mã 0533 ha, giá 450. Cũng có cái kéo cắt sắt ha. 750 ha. Hàng zip đó. Cái này của MDC mọi người, MDC. Nó cắt được sắt 13 ly nha. 13 ly ha. Cái này nó còn mới tinh. Lưỡi nữa nè. Không có tì vết luôn nha mọi người. Cái đầu lưỡi nó còn mịn màng mọi người thấy. Mấy con ốc nó đồ nó còn đang thùi hết nè. Đang thùi hết đó. Lưỡi còn rất là đẹp luôn. Cán được nước sơn được nè, còn tem nhãn luôn. Nước sơn nữa nó còn khá nguyên dạng mọi người. Tay cầm thì nó còn nguyên hết luôn nha. Cao su nè, MDC nè. Coi cán có ông nào ông khoan khoan thấu đây chừng 4 ly. Mỗi 4 ly ông khoan thấu đây. Chắc làm dấu làm gì á.
nó cắt được sắt 13 ly nha. À, cái con ốc này nè mọi người, ốc này để mình chỉnh cái độ hở của lưỡi ha. À, mình chỉnh cái độ hở của lưỡi, chỉnh xong mình mở con ốc này ra trước nè. Con ốc này là ốc khóa nha, ốc này ốc khóa ha. Mở nới ốc này ra, rồi nới con ốc lốc kê này ra. Khi mình muốn cho lưỡi nó khích thì mình dặn vô ha, dặn vô là nó sẽ đẩy cái này lên nè, đẩy lên nó làm cho cái lưỡi nó khích lại. Còn khi mình sử dụng á, mọi người cắt sắt thì mình để cái lưỡi nó hở ra nha, để tránh trường hợp là hai cái lưỡi nó dập vô á, nó bị mẹ lưỡi á, thì mình dặn ốc này ra. Mọi chi tiết còn rất là đẹp nha, rất là nặng luôn mọi người. Loại cây này em bán 900 ngàn nha, lâu lâu mới được cây đẹp nha mọi người. Chú ba anh em nào dặn em á thì coi nha, chứ em không có nhớ là anh em nào dặn nha. Mã 0534 á, 900 ngàn nha. Em đo chiều dài thực tế nó coi nó bao nhiêu. Thực tế nó tới 78 lần mọi người. Nó dài tới 78 cm ha. Đây em có cái thùng mà, thùng đồ nghề mọi người, thùng nhựa nha. Thùng này còn mới tinh. Thùng này của hãng này nè. Rubbermaid gì đó ha. Còn mới tinh nè. Thùng nhựa dẻo ha. Ở dưới đáy nó có, nó đổ thương hiệu ở dưới luôn nè. Made in Japan nha. Made in Japan ha. Còn mới tinh nè mọi người. Mọi người coi ở dưới bằng vậy ha, vòng vòng nữa nè. Mọi chi tiết còn mới hết á. Không bể, không cắn, không gì đó mọi người. Nhựa dẻo á. Đó, thuộc trạng nhựa dẻo nha. Ở bên trong đó, nó có một cái ngăn, một cái ngăn đựng đồ ở trên nữa nha mọi người. Rồi ở đây nó có cái thước nữa nè. Ha, thước hệ mét mình ha. Thước này được 3.5 tấc nha. 3.5 tấc ha. Thương hiệu nó luôn nè mọi người. Chính chủ luôn ha, ngăn này chính chủ luôn. À, ngăn bên trong vậy ha, có mấy cái nhỏ nè. Còn cái tên nè. Ở bên trong đó nè. À, còn mấy tên nè. À, ngăn nó để mấy cái đồ nhỏ trên đây mọi người. Khóa rồi ha. Có gài nè. Ở đây nó có làm chỗ để mình làm lắp ổ khóa mọi người. Ổ khóa đi chống chống người ngay ha. Ở trên đây họ có dán cái tên thương hiệu nè. Rồi trong đây thì có đổ mấy cái chữ Nhật đây ha. Rồi để em đo cái thông số nó ha. Đo nó dài là 42 nha mọi người. Dài 42 ha. Rộng thì khoảng 22 ha. Thùng này cao nha, thùng này cao lắm. Nó cao cao được 19 nha mọi người. Cao được 19 nha. Thùng đẹp. Ở xung quanh rồi còn đẹp hết nha mọi người. Rồi cái thùng này 450 ha. Mã 0535 giá 450. Cái vũ kim cương mọi người. Vũ kim cương mũi nhọn á. Vũ hợp kim á. Cái này nó hàng dạng như hàng tồn mọi người, thấy chưa có thấy dấu xài mọi người, còn mới tinh nè. Ba chốt. Cái này nó bị rớt mất hình chốt rồi. Nó một mặt nó cong cong á, một mặt mô, còn một mặt thì nó bằng ha.
Cái phần vỏ được của nó là 15 phân rưỡi á, nó dài nguyên cây là 2 tấc 7 nè. Cái bản bên trong này to nhất là nó được 25 ly á, 25 ly nhọn nhọn ra ngoài mọi người. Bị rớt mất cái nút này nha mọi người. Rồi cái này 140 nha, mã 0536 á. 140 nha. Rồi cái này thì nó cũng y vậy mọi người, y vậy á. Không số y vậy mà cây này nó không có bị lỗi hả, không bị lỗi y vậy luôn. Rồi cái này là 0537 ha, 160 nha. Năm lại về cái kẹp đá mài á mọi người, kẹp đá mài nha, kẹp đá để mình mài mài dao mà đồ mọi người. Thì cái này nó ưu điểm của nó là nó cao lên khỏi cái mặt nền á, để mình mài nó không có bị dướng tay là thứ nhất. Thứ nhì là mấy cái chi tiết này nó kháng nước hết nha. Kim loại này là bằng inox 304 nè. Rồi cái phần này là nó bằng dạng như là fit đó mọi người. Rồi chân đế nó có 4 cục cao su á, 4 cục cao su để chống trượt á, để trên nền gạch men rồi nó không có bị trượt á. Mấy cái chi tiết này là bằng inox 304 hết nha mọi người. Tất cả đều là bằng inox 304 hết. Xài là không có sợ bị sét nha. Thì cái này nó kẹp viên đá dài tối đa là 2 tấc 1 nè. Đó, viên đá mình kẹp vô có cái gờ ha. Kẹp viên đá vô ha. Nếu ngắn thì mình thông nó vô. Ngắn thì mình thông nó vô. Xong rồi mình dặn hai ống chuồng này mình ép lại ha. Dặn ép lại. Dài thì mình kéo ra. Mình điều chỉnh được ha. Rồi cái chiều rộng của cái kẹp này nó mong tắc ha. Chiều cao của nó là hơn 6 phân xíu ha. Còn mà cái chiều cao của cái anh vậy được rồi. Rồi cái này em thường bán ha. Mã số 0538 giá 230.000. Rồi chúc anh em ai cần gì điện thoại nhắn tin nha, nhắn tin được điện thoại nha. Chứ nhiều khi em bận điện em nghe máy không có được thì cứ nhắn tin đi, thì em trả lời. Rồi cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.